Kính thưa quý vị, các hộ dân Văn Giang bất đồng với dự án khu đô thị sinh thái Eco Park đã có thư mời các đại biểu Quốc hội tới địa phương vào ngày 18 tháng 11. Thư mời gửi vào ngày 16 tháng 11 có đoạn: trong chuyến vi hành này, quý vị sẽ có cơ hội tìm hiểu về thực trạng dự án đường bộ liên tỉnh Hưng Yên và Hà Nội, dự án hạ tầng để đổi lấy 500 hectare đất xây khu đô thị tại Văn Giang, dự án khu đô thị Eco Park, cuộc sống và nguyện vọng của những nông dân Văn Giang bị thu hồi đất, một số di tích lịch sử văn hóa và đặc sản của Văn Giang. Một trong đại diện của hàng ngàn hộ dân, anh Phạm Hoàng Sơn từ xã Phụng Công, Văn Giang nói với BBC rằng, người nông dân hy vọng là các đại biểu Quốc hội quan tâm tới đời sống của người dân địa phương. Anh Phạm Hoành Sơn nói rằng các luật sư đại diện cho nông dân Văn Giang cũng đang đàm phán với lãnh đạo công ty Việt Hưng, chủ dự án của Eco Park, nhằm để thỏa thuận giữa công ty và người dân. Tuy nhiên thì anh Sơn nói rằng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Việt Hưng, ông Lương Xuân Hà nói công ty ông đang thực hiện nhiệm vụ chính trị mà chính quyền giao cho. Nhưng anh Sơn nói rằng chính quyền đã sai trái khi ban hành các văn bản liên quan tới dự án và việc công ty Việt Hưng thực hiện các quyết định sai trái cũng là sai. Trong cuộc gặp hồi đầu tháng này với người dân Văn Giang, cựu Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường ông Đặng Hùng Võ đã trình trái luật về dự án Eco Park và chuyện ông Nguyễn Tấn Dũng ký phê duyệt với tư cách Phó Thủ tướng hồi năm 2004 cũng là không đúng thẩm quyền theo luật định. Đại diện cho người dân Văn Giang, luật sư Trần Vũ Hải nói rằng vào thời điểm ông Dũng ký phê duyệt dự án ở Văn Giang, thẩm quyền về đất đai thuộc về chính phủ chứ không phải cá nhân của Thủ tướng.